tây nè. Dâu tây mình trồng mà mình không có hái nó hư hết trơn. Xem cái nào nó còn ngon thì mình ăn, còn cái nào nó hư thì mình bỏ ha. Đây cũng còn được vài trái nè. Có mấy trái nè. Đây, có dưa leo nữa nè. Dưa leo cũng còn nhỏ, chưa có lớn lắm. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình đi ra vườn, mình đi hái rau nữa nha. Chúc cả nhà mình một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức sống nha. Hôm nay mình lại đi ra vườn hái rau. Mời cả nhà mình cùng đi hái rau nha. Giờ mình sẽ đi hái cái gì đó ta, gọi là cái gì, dưa leo tí hon nè. Cái dây nó bắt đầu nó bò lên nhiều rồi đây. Nó cũng có trái nhiều, nhưng mà sâu nó cũng bắt đầu nó ăn. Mình thấy sâu, có sâu rồi đây. Cũng hơi sợ sợ. Mang cái bao tay này nó mỏng quá. Trái nó rất là khéo không? Cái giống dưa này nó sai ghê á. Mỗi mắt là mỗi trái. Và bên trong này nhìn ra dễ hơn nè. Trái nó nhỏ nhỏ dễ thương quá à. Này nó đeo nè. Ở bên ngoài kia có mấy trái nữa, mình ra phải ngồi mình hái. Cái nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh. Nhìn cứ như là cái dưa hấu non á, dưa hấu tí hon á. Được mấy cái dưa leo, mấy cái cà chua. Bây giờ mình ra. Cây ớt cái này nó trái quá trời luôn nè. Ớt đầu mùa. Mình không có chăm nó. Mà trái nó cũng quá trời luôn á. Nó sai lắm. Giống ớt chim bay nè. Rất là sai luôn. Trái ha. Trái chùm chùm luôn vậy đó. Quá trời luôn. Hái cái ớt này lâu lắm. Trái nó nhỏ nhỏ, nó sai lắm. Hái xem cái ớt này chắc hết bụi quá. Ớt này mình ăn cái xanh nó rất là ngon. Ăn cái xanh nó giòn. Gà mà nó quen ớt lắm. Có trái nào là nó ăn cái trái nấy. Mà ớt này nó chín với mình không thấy nó khô, nó cũng rụng hết à. Thì mình ăn cái trái xanh nó rất là ngon. Cái xanh nó giòn. Mình được bao nhiêu đây rồi nè. Ra đây mình hái rau thơm nha cả nhà. Nhìn đẻ không? Rất là tốt luôn. Một trời rau thơm. Nhìn này, tốt chứ. Wow, mưa liên tục của nó tốt gì đâu vậy đó. Mình cắt ra nó trống này, xong cái mình đổ thêm đất vào. Do cái chọn này nó cao mà đất là ít, mà nó vẫn lên quá trời luôn. Lên xanh tốt luôn á.
chỗ này ít đất lắm mà mình không có chăm gì hết trơn á. Rồi nhờ ông trời mưa á, cái này mà cho ra ngoài đất là nó lên thôi chứ khỏi chơi luôn, nó tràn hết, nó lên là nhanh lắm. Rau thơm thôi mà hai mẹt luôn. Này một mẹt này. Rồi bên này một mẹt nữa này. Quá trời tốt luôn. Bên này là một đám rau răm hôm trước mình cắt rồi mà mình chưa có cắt hết á. Rồi cái chậu này là cái chậu trước trồng hành á, xong nó sót lại có một cây hai cây giúp cá à, mà bây giờ nó ra một chậu kín luôn này. Thì mình sẽ cắt cái chỗ đó, cắt cho cái dây bí của mình nó lên. Mình có cái dây bí nó đang lên rồi kìa. Quá trời luôn, cỏ nó lộn vô luôn. Trời, sau cơn mưa cái gì nó cũng tốt hết trơn. Tốt không? Cái rau răm nó dễ trồng như á, chỉ cần thả xuống là nó lên. Đây là cái dạng lá mơ của mình, nó tốt nhất nơi luôn. Cắt còn bỏ bớt. Vườn, lá mơ mình đã to chưa? Quá trời tốt luôn. Rau răm gì mà cao quá vậy này cả nhà. Nó tốt không ai ăn á, mà nó cao, bố ơi là cao. Cái chiều nay mình sẽ làm gà hấp rau răm ha. Cho bạn bớt rồi còn mình ăn. Quá trời luôn. Xanh mơn mởn luôn á. Lá mơ này ăn gì cho hết cả nhà. Ở Việt Nam mình không có ăn lá mơ, nhưng mà qua đây mấy chị cho trồng á. Xong cái mình trồng mình dùng để mình xây, mình lấy nước mình làm bánh ít á, cho lá nó đen á, cho bánh nó đen á, mình xây cái nước. Rồi với lại mình chiên trứng. Rồi không biết ăn gì nữa hết á. Chỉ có chiên trứng với lại làm bánh ít à. Và nó nhiều quá trời luôn. Cắt bớt mình cho bạn, chứ bỏ cái dây này mà trồng nó bò kinh lắm, mình không cắt là nó bò. Cho nên mình phải cắt bớt. Ở bên đây mình có mấy cái đậu đũa này, giờ mình sẽ hái. Nó già rồi, như vậy là ăn ngon này, để nữa ăn không ngon.
hái vào cho con trai nó ăn, nó khói ăn đậu đũa lắm. Nó mới ra nên nó cũng chưa có nhiều trái lắm. Nó chưa có nhiều, nó mới ra đầu mùa. Mấy trái đây, xuống ở dưới kia nữa. Dưới đây mình có mấy trái nữa nè. Mình trồng khắp nơi. Mỗi nơi vài cây. Do mình không có làm cái vàng cho nó chu đáo quá, cho nên là cứ chỗ nào có trắc trắc trống thì mình lại trồng. Chỗ nào có trống là trồng. Cái này nó cũng chưa có nhiều trái, nó mới có. Mới ra đầu mùa. Mấy trái đậu đũa đây, cái cho hai đứa nhỏ. Rồi bây giờ mình đi ra mình hái cà nha. Lại hái cà nữa, cà nó già rồi cho nên mình phải hái thư rồi, nó chín, nó mưa quá nó cũng đục. Đây là cái dưa leo giống của mình đây. Giờ nó già rồi đây. Hôm nay hái lần trước để ăn trái, giờ đêm nó đụng dưới đất á. Xong mấy con nhìn nó cứng hư hết trơn, nó ăn hết hạt, nó chui vô trong nó ăn hết hạt luôn. Giờ mình hái như thế này mình để rồi, nó chín nữa là vừa. Ngon ha, giòn ha. Trái dưa leo tí hôn nó giòn ha. Quá trời rau thơm luôn á. Rau má, rau giúp cá. Một trời giúp cá luôn. Nhìn này, đã không? Xanh non mướt luôn á. Trời ơi, nó nhiều chứ. Quá trời luôn. Cái này là rau... rau húng lắm. Này là rau răm. Bên này có cà. Dưa, dưa giống. Dưa giống mà mình hái sớm này. Nhưng mình để trong này nó cũng chín rồi. Nó chín, bắt đầu chín rồi là được rồi. Bên này có ớt này. Ớt này cay lắm, ớt này ăn ngon. Dưa leo, cà, đậu đũa. Video mình xin dừng ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Hẹn cả nhà ở những cái video tiếp theo.